Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2015, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã cho 18 đồng chí. Đồng chí Hà Hải Dương, tỉnh ủy viên, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đến dự và trao quyết định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Hải Dương, tỉnh ủy viên, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã chúc mừng và mong muốn các đồng chí vừa được bổ nhiệm và luân chuyển tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều ngày càng phát triển. Thay mặt cho các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm, đồng chí Đặng Thị Mai Quế phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, đồng thời hứa sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.